Quỳnh Anh thấy mấy bạn nam ở bên kia làm sao? Trời ơi, trước giờ tôi chưa thấy thằng nào mà khùng như ba ông đó trơn á. Tôi nói nó già đầu mình nó ngu. Dễ sợ luôn. Trời ơi, nghĩ sao mà nắng chang chang mặc ba bộ đồ mà ba chạy vòng như ban điên á. Tự nhiên thấy tụi mình mặc đồng phục cái cũng đi kiếm đồ đồng phục mặc. Mà cái ngu nhất là đem đồ của mình giục hết rồi, bây giờ đâu còn đồ đâu mặc. Ờ đúng rồi. Trời ơi, tụi mình đâu có ngu mà đem giục đồ như mấy ổng. Trời ơi, tụi mình chỉ đem giặt đồ thôi mà. Tụi nó mà giờ mà tụi nó có mặt ở đây mà nó nghe này chắc nó đập đầu vô mấy cổng công chết luôn á. Cái này đập một phát là chết luôn nè, chết tại chỗ luôn á. Ê, hôi hôi à. Ờ. Hôi hôi mùi gì như đồ để lâu chưa giặt ha. Chua rồi sao á. Thôi về. Hôi quá. Trời ơi mày, đừng có chạy đâu.